Ngày 9 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên khóa 21 đã tiếp xúc cử tri các xã Minh Quân, Bảo Hưng, Việt Cường, Việt Hồng, huyện Trấn Yên để thực hiện vận động bầu cử theo luật định. Tại buổi tiếp xúc, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trấn Yên đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 8. 16 đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21 thuộc đơn vị bầu cử số 3 và đơn vị bầu cử số 4. Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng mong muốn được góp công sức trí tuệ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, đất nước. Đồng thời hứa nếu được cử tri tín nhiệm sẽ thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân về phát huy vai trò trách nhiệm người đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri. Tại hội nghị, đại diện cử tri đã thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra. Các cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề như giải pháp nhằm hạn chế đẩy lùi dịch COVID-19, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế xã hội, chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp nông thôn. Cử tri cũng đề nghị tỉnh triển khai có hiệu quả các chính sách tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.